đã tìm kiếm tất cả thi hài trong trận động đất Đài Loan tính từ Đài Nam, Đài Loan. Số người chết sau trận động đất tại thành phố Đài Nam đã lên con số 116 người và tất cả thi hài 114 nạn nhân tại tòa nhà chung cư Kim Long đã được đưa ra ngoài. Thi hài của người mất tích cuối cùng đã được tìm thấy và đưa ra ngoài lúc 16 giờ ngày thứ Bảy 13 tháng 2. Cảnh sát cho biết còn một người mất tích trong lúc đi tập thể thao trong ngày 6 tháng 2, nhưng người này không phải là cư dân trong tòa chung cư và anh ta vì sao mất tích không thể biết rõ. Công tác tìm kiếm tại tòa nhà chung cư sụp đổ đã chính thức kết thúc trong ngày thứ Bảy. Cung cấp nước cho khu vực chung quanh tòa nhà đã được phục hồi vào lúc 18 giờ. Trận động đất xảy ra lúc 4 giờ sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 2 theo giờ địa phương, mạnh 6.7 độ, tâm chấn động nằm cách thị trấn Ngọc Tỉnh theo hướng đông nam khoảng 36 cây số, sau 10 cây số. Trận động đất xảy ra trong lúc chỉ còn 2 ngày người Đài Loan ăn Tết Bính Thân. Đài Loan đã từng xảy ra một trận động đất mạnh năm 1999 làm trên 2.400 người thiệt mạng.